Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có quyết định sáp nhập hai đơn vị là Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện Thoại Sơn thành một đơn vị duy nhất là Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, trực thuộc Sở Y tế An Giang. Trước khi sáp nhập, hai đơn vị có những chức năng tương đồng, thậm chí chồng chéo gây lãng phí nhân lực, dàn trải trang thiết bị. Sau khi hợp nhất hai đơn vị, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn đã khẩn trương sắp xếp lại các khoa, phòng, đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ. Tuy đi vào hoạt động theo mô hình mới chưa lâu, nhưng thực tế cho thấy có nhiều ưu điểm, nhất là tập trung được cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác dự phòng và điều trị. Từ đó, chất lượng khám chữa bệnh và phòng dịch tại trung tâm đã được nâng lên rõ rệt. Khi sáp nhập tới nay thì đối với cái khoa khám bệnh và khoa liên chuyên khoa nói chung, thì lúc trước thì cái số lượng bàn khám thì ít. Ví dụ như ngày xưa đó thì mình có khoảng 16 bàn khám. Thì hiện tại thì tổng số bàn khám của khoa khám bệnh rồi của các khoa nội, nhi, rồi ngoại, rồi liên chuyên khoa luôn á, mình tổng cộng được tới khoảng 25 bàn khám, để tăng cái lượt bàn khám lên. Thì tăng bàn khám lên lý do là mình có con người điều chuyển từ trung tâm y tế qua, kể cả bác sĩ cũng như là điều dưỡng. Mà khi tăng cái bàn khám lên như vậy thì mỗi một bàn khám gì một ngày là khám bệnh được khám cái lượng bệnh ít hơn, do đó mà cái chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao hơn. Cái thứ hai nữa đó là về cái cơ sở hạ tầng thì dời nguyên một cái khu hành chánh từ ở bên bệnh viện cũ qua trung tâm, thì nó dư nguyên một cái dãy trên lầu, nó dư nguyên dãy trên lầu để mình làm khoa khám bệnh, thì nó dư được cái đó. Và cái thứ ba nữa là cơ sở các cái trang thiết bị y tế thì lúc trước thì các máy xét nghiệm huyết học, mà sinh hóa, rồi nước tiểu rồi ở trung tâm y tế thì cũng có hoạt động, nhưng mà cái tần suất hoạt động thì cũng nó tương đối là ít. Nhưng khi sáp nhập bệnh viện thì đưa luôn qua cho bệnh viện, thì mình ở bệnh viện sẽ mở rộng thêm hai phòng xét nghiệm, một phòng xét nghiệm dành cho bệnh nhân ngoại trú, nghĩa là một phòng xét nghiệm dành cho bệnh nhân khám bệnh ở khu vực khám bệnh, và một phòng xét nghiệm dành cho cái khu vực bệnh nhân nội trú. Việc sáp nhập các đơn vị y tế tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Điều đó có thể nhận thấy rõ trong những tháng đầu năm 2018, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Công tác khám chữa bệnh cũng được tăng cường. Người dân đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng các dịch vụ y tế tại trung tâm. Số bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tăng hơn so với năm 2017. Các bác sĩ tại các khoa phòng được tăng cường, cơ sở vật chất, trang thiết bị được tập trung. Bữa nay đi vô đây là xin giấy chuyển viện cho bà già tới khám ở tim mạch á. Tới vô đây thấy cũng đông, thấy ở đây giải quyết thấy cũng nhanh. Tại mới vô chắc khoảng 15-20 phút mà thấy đây người ta đi về cũng đông lắm rồi, còn số lượng cũng ít. Bây giờ nó sẽ sáp nhập vô một khối thì nói chung về công tác tổ chức rất là thuận lợi. Như là từ anh em từ tuyến xã, nó từ tuyến xã mình có khi là mình rút về để mình phục vụ cho công tác điều trị, rồi từ đây mình chuyển xuống luân chuyển nhau thì rất là dễ. Trước đây nói chung về cái phòng khám của chúng tôi ở bệnh viện đó, về khoa khám bệnh đó, trước đây có bốn bàn một phục vụ, nói chung là rất là khó khăn. Một ngày khám bình quân khoảng là 100-200 trước đây, nhưng mà từ lúc sáp nhập về tới bây giờ đó thì chúng tôi triển khai được tám bàn khám. Riêng về khoa khám bệnh thôi đó, riêng về cái phòng khám nội thôi đó là được 8 bàn so với trước đây tăng gấp đôi. Mà nói chung bình quân bây giờ tôi khám thì cũng khoảng là 5-70 bệnh, 4-50 bệnh thì cũng là rất là dễ, với mà có thời gian để tư vấn cho bệnh nhân, quan trọng nhất là cái tư vấn bệnh nhân đó. Còn lúc trước đây thì tôi khám rất là nhanh, khám phải nói là ngày khoảng 150-200-300 đó, cho nên là cái thời gian tư vấn cho bệnh nhân thì không có. Nhưng mà từ lúc sáp nhập giờ là có thời gian để tư vấn. Hiện tại, Trung tâm Y tế Thoại Sơn đang xây dựng đề án và cử cán bộ đi đào tạo. Trong đó, tập trung một số chuyên khoa sâu hoặc các chuyên khoa còn thiếu để đảm bảo được vị trí việc làm, đồng thời khắc phục những khó khăn khác, tạo mọi điều kiện để bệnh nhân được tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.